Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm hướng đến phát triển du lịch bền vững. Là một xã miền núi của huyện Diễn Châu, Nghệ An, đời sống của người dân xã Diễn Lâm còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vài năm gần đây, nhờ sự đầu tư của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, bộ mặt của xã đã có sự khởi sắc. Một trong những điểm đến thu hút du khách của xã Diễn Lâm hiện nay là khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm với tổ hợp khách sạn Safari, khu vui chơi giải trí hiện đại, hấp dẫn. Ảnh Thu Nguyệt, hòa mình vào thiên nhiên. Với tổng diện tích 300 hectare, khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, xóm Đồng Nông, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An được tập đoàn Mường Thanh đầu tư dài hạn nhằm biến nơi đây trở thành điểm sáng về du lịch nông thôn gắn với bảo vệ thiên nhiên và văn hóa của vùng miền núi Nghệ An. Tại đây, du khách được hòa mình vào thiên nhiên khi tham quan Mường Thanh Safari Land, vườn thú hoang dã lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là nơi sinh sống của hơn 1.000 cá thể thuộc 70 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm từ châu Phi, Nam Mỹ như hổ trắng, tê giác, linh dương, hươu cao cổ, đại bàng. Nhiều loài động vật quý hiếm được chăm sóc, nhân giống và bảo vệ nghiêm ngặt. Nhờ vậy, số lượng động vật ở đây không ngừng gia tăng. Chị Nguyễn Thu Hà, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, Mường Thanh Safari thực sự là một nơi thú vị bởi trẻ em được tận mắt ngắm nhìn những con vật mà trước đây chỉ được thấy qua TV, sách vở. Những trải nghiệm đặc biệt tại đây mang lại cho gia đình tôi kỷ niệm khó quên. Ngoài khu Safari Land, tại đây còn có công viên nước với các khu vui chơi dành cho gia đình và trẻ nhỏ. Khu trò chơi cảm giác mạnh với hệ thống ống trượt siêu tốc, đường trượt nhiều làn, bể tạo sóng. Được trang bị theo tiêu chuẩn châu Âu, bên cạnh đó, du khách cũng có thể đắm chìm vào thiên nhiên.